nhắm trúng giờ này để cúng thần tài, thổ địa, đảm bảo tiền về như nước, trúng số độc đắc, tiền tỷ cầm tay. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, thờ cúng thần tài trong nhà, trong cửa hàng và công ty không phải việc quá xa lạ với mọi người. Việc thường xuyên thắp hương cho bàn thờ thần tài là điều bày tỏ lòng thành kính và sự kính trọng tại tâm của gia chủ đối với hai vị này, và là điều mà bạn nên làm hàng ngày trước khi mở cửa chào đón ngày mới. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết khung giờ hoàng đạo để thắp hương thần tài và để mang đến nhiều tài lộc, may mắn, tăng vượng khí cho gia chủ. Vậy khung giờ vàng cho việc thắp hương thần tài là khi nào? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong phần tiếp theo của chương trình. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Với tâm linh ảnh hưởng trong tín ngưỡng thờ cúng thần tài thì bất cứ ai kinh doanh đều chú trọng đến bàn thờ thần tài và thổ địa, làm sao cho các vị thần này phù hộ làm ăn thuận lợi. Trên bàn thờ thần tài thường xuất hiện hai vị là thần tài và thổ địa. Thường xuyên thắp hương cho bàn thờ thần tài tại cửa hàng là điều bày tỏ lòng thành và sự kính trọng tại tâm của gia chủ đối với hai vị này, điều mà bạn nên làm hàng ngày trước khi mở cửa chào đón ngày mới. Bạn nên thường xuyên để mắt và chăm sóc bàn thờ thần tài, nhất là những ngày cúng thần tài hàng năm, mùng 1 và ngày rằm hàng tháng. Ngoài việc cúng thần tài ra thì phải lưu ý giờ cúng thần tài tốt để kích tài lộc và tăng vượng khí, để gia chủ được buôn may, bán đắt, mọi chuyện thuận lợi, tránh vận xui tại cửa hàng. Chuyên gia phong thủy đưa ra lời khuyên dành cho các quý cửa hàng và các quý bạn khung giờ tốt nhất để cúng thần tài, thắp hương thần tài là từ 7 giờ đến 9 giờ. Tức giờ Thìn sẽ đem đến nhiều tài lộc và may mắn, tăng vượng khí lưu thông tại cửa hàng. Quý vị thân mến, bên cạnh việc chọn giờ tốt để cúng thần tài, để cả ngày, cả tháng làm ăn tấn tài, tấn lộc, thì bạn cũng cần lưu ý đến những thứ đặc biệt không thể thiếu trên bàn thờ thần tài, tránh phạm phải đại kỵ khiến cho tài lộc và may mắn không đến với bạn. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong phần tiếp theo của chương trình để biết cách bày trí cách đúng nhất. Thứ nhất, bài vị thần tài. Bài vị thần tài, thổ địa được đặt ở phía trong cùng của bộ bàn thờ và thường được thể hiện bằng chữ viết chiêu tài tiến bảo, hoặc hai bên thành của bàn thờ có viết câu đối thổ năng sinh bạch ngọc, địa khả xuất hoàng kim, thổ hay sinh ngọc trắng, đất cũng cho vàng ròng. Phía trước bài vị còn có 100 thỏi vàng giấy. 2. Tượng thần tài, ông địa. Mọi người thường thờ thần tài và ông địa cùng nhau vì một người mang đến may mắn, tài lộc, một người cai quản đất đai, mang lại sự bình an. Vì vậy, trên bàn thờ, dân ta thường đặt tượng thần tài và tượng ông địa cạnh nhau. Tượng thần tài là ông lão ngồi trên ngai vàng, tóc trắng, râu dài, người mặc áo gấm, thắt đai ngọc. Một tay cầm gậy, một tay cầm những thỏi vàng. Tượng ông địa là một ông lão bụ phệ, tay cầm quạt, tay cầm vàng. Tượng hai ông nên đặt theo hai bên của bộ bàn thờ, từ ngoài nhìn vào thì thần tài đặt bên trái và ông địa nằm ở bên phải. Trước khi đặt lên bàn thờ, gia chủ cần chắc chắn rằng tượng đã được làm sạch hoàn toàn. Để mang đến tài khí tốt nhất nên chuẩn bị lá bưởi đun nước, sau đó dùng một tấm vải mềm nhúng vào và lau sạch tượng. Tượng thần tài nên được đảm bảo sạch sẽ trong suốt quá trình thờ cúng, cần lau rửa một cách thường xuyên. Đặc biệt, khăn lau riêng cho tượng cần phải chuẩn bị, tuyệt đối không sử dụng cho những mục đích khác. Nếu đặt tượng thần tài lên bàn thờ khi chưa được làm sạch, những bụi bẩn bám bên ngoài sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính linh thiêng, việc thờ cúng gần như không mang đến hiệu quả cũng như mong muốn của gia chủ. Đặc biệt, bạn nên nhớ sau khi thỉnh thần xong, gia chủ nên thêm chữ nho sau lưng bàn thờ. Thứ ba, hũ gạo, hũ muối, hũ nước đầy. Ở giữa thần tài, ông địa, người ta thường để một hũ gạo, hũ muối và một hũ nước đầy. Gạo,
muối, nước là ba thực phẩm thiết yếu của con người đặt lên bàn thờ để cầu ấm no, hạnh phúc cho gia đình. Ba hũ này chỉ đến cuối năm mới được thay. Bát nhang, bát hương được dán keo cố định. Giữa bàn thờ là một bát nhang, khi bốc bát nhang phải theo một số thủ tục nhất định. Đầu tiên, khi mua bát hương về, gia chủ phải dùng rượu gừng để tẩy uế trước khi thờ cúng. Mỗi bát hương đều nên có cốt là gói thất bảo để tài lộc không bị hao hụt. Nếu gia chủ cắm hương chồng chéo lên nhau hay chọc vào gói thất bảo thì sẽ khiến bàn thờ không có linh khí, mất đi tài lộc. Để tránh động bát hương khi lau chùi bàn thờ, các bạn nên dùng keo 502 để dán trên bát nhang xuống bàn thờ. Khi lau dọn bàn thờ, tránh xê dịch bát hương, bởi nếu xê dịch sẽ động tới bát hương, mọi chuyện trở nên không tốt cho việc làm ăn của gia chủ. Khi gia chủ đã hoàn tất công việc lập bàn thờ thần tài, trong 100 ngày đầu tiên, bắt buộc phải thắp nhang liên tục để tụ khí cho bàn thờ. Bên cạnh đó, mỗi ngày cần phải thay nước mới và thắp một nén nhang. Lưu ý, thắp hương phải kiêng số chẵn, 3 nén hương là thờ thiên, địa, nhân, 5 nén hương là thờ 5 đức tính của con người là nhân, lễ, nghĩa, trí và tín. Vào những ngày lễ âm lịch như mùng 1 hoặc ngày rằm, nên thắp 5 nén nhang xếp theo hình chữ thập. Trong trường hợp gia chủ muốn cầu xin một điều gì đó, hãy thắp 3 nén nhang theo hàng ngang. Đến ngày 23 tháng chạp mới tiến hành rút chân nhang và hóa cùng với tiền giấy. Sau khi hóa xong, nên đổ rượu vào đám tro. Lọ hoa tươi như cúc, hồng, đồng tiền. Theo nguyên lý đông bình, tây quả, lọ hoa đặt bên phải, dĩa trái cây đặt bên trái. Đặc biệt, gia chủ nên chọn những loại hoa mang ý nghĩa may mắn để cắm trong bình như hoa đồng tiền biểu trưng cho tài vận, hoa cúc biểu trưng cho sự trường thọ và hoa hồng biểu trưng cho sự may mắn. Nên tránh chọn những loại hoa không may mắn như hoa phong lan, hoa phù dung hoặc hoa sứ. Ngoài ra, bên trái bàn thờ nên bày đĩa trái cây, tốt nhất là mâm ngũ quả. Tuyệt đối không để hoa héo, hoa giả hoặc lá héo trên bàn thờ thần tài. Đĩa trái cây ngũ quả. Trái cây thờ nên sắp ngũ quả, 5 loại trái cây đặt trên mâm. Nếu không có thì sử dụng đĩa bình thường. Bạn có thể thắp hương hoa quả, trái cây hàng ngày hoặc vào các ngày mùng 1 và ngày rằm hàng tháng. Khi chọn chuối đặt lên bàn thờ thần tài, nên chọn nải chuối có số quả lẻ. Rất nhiều người thắc mắc vì sao phải chọn nải chuối lẻ. Lý giải vấn đề này, tiến sĩ, chuyên gia phong thủy Nguyễn Ngoan cho biết rằng chẵn là số âm, lẻ là số dương, số âm không có tốt. Hơn nữa trái chuối là số âm nên ta cần phải số dương. Khay xếp 5 chén nước hình chữ thập. Thường ở ngoài nơi bán đồ thờ cúng, người ta có một cái khay xếp 5 chén nước hình chữ nhất. Bạn nên bỏ khay và xếp 5 chén nước thành hình chữ thập, tượng trưng cho ngũ phương, cũng là ngũ hành tương sinh phát triển. Ông Cóc, Thiềm Thừ. Tiệm ông Cóc, Thiềm Thừ đặt ở phía bên trái bàn thờ. Buổi sáng khi thắp hương, gia chủ phải quay ông Cóc ra ngoài để đón lộc. Đến tối, sau khi kết thúc công việc, phải quay ông Cóc vào nhà để giữ lộc, tránh thất thoát tiền của. Tô sứ đẹp, đổ đầy nước và hoa tươi trải trên mặt nước. Tại vị trí ngoài cùng trên mặt đất, các bạn nên chọn một cái tô sứ thật đẹp, nông lòng, đổ đầy nước và ngắt những bông hoa trải lên mặt nước. Trong phong thủy, gọi là minh đường tụ thủy, được coi là một cách giữ tiền bạc khỏi trôi đi. Phật Di Lặc. Trên bàn thờ thần tài có thể đặt thêm tượng Phật Di Lặc. Di Lặc Phật Vương sẽ quản lý và ngăn chặn các vị thần làm điều sai trái. Tỳ hưu. Tỳ hưu là linh vật thích ăn vàng bạc, châu báu, nên trong quan niệm phong thủy, linh vật này giúp bảo quản của cải, giúp gia chủ càng ngày càng thịnh vượng và giàu có nếu gia chủ đặt tượng tỳ hưu ở hai phía bên trước bàn thờ. Quý vị thân mến, việc thờ cúng thần tài ông địa thực sự quan trọng đối với mỗi gia đình. Điều này lại càng được coi trọng hơn với những gia đình có hoạt động kinh doanh, buôn bán. Chính vì vậy, bất cứ gia đình nào cũng nên tìm hiểu và phải biết thật rõ về cách thờ cúng thần tài thổ địa đúng đến từng bước. Vậy thờ cúng thần tài thổ địa như thế nào mới đúng chuẩn? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong phần tiếp theo của chương trình. Đầu tiên, hãy đi tìm hiểu khi cúng ông địa, thần tài cần những lễ vật dâng cúng gì. Theo truyền thống người Hoa trong việc khấn vái, thờ cúng thần tài,
còn đối với phong tục thờ cúng của người Việt thì hình ảnh ông Địa lại quen thuộc hơn. Lễ vật thờ cúng thần tài thường được chọn là heo quay, vịt quay, cua biển và chuối chín vàng. Trong khi đó, đồ thờ cúng ông Địa thông thường là chuối xiêm, thuốc lá hay ly cà phê. Đặc biệt, vào trong những ngày vía thần tài, người ta thường dâng lên bàn thờ các lễ vật cụ thể như một bình hoa, một con tôm, một con cá lóc nướng, một con cua biển, một miếng thịt heo quay, một sắc tiền vàng mã, một đĩa mâm ngũ quả, một chai rượu. Điểm chung của cả hai ông thần tài và ông Địa là thích sạch sẽ. Vậy nên gia chủ lưu ý phải thường xuyên lau dọn, vệ sinh bàn thờ và giữ cho khu vực thờ cúng luôn thoáng mát, sạch sẽ. Nếu như bàn thờ bẩn, cũ hoặc hỏng, vỡ sẽ làm mất đi sự linh thiêng của khu vực thờ cúng. Bên cạnh đó, mọi người luôn tin khi bàn thờ thần tài, ông Địa ngăn nắp, sạch sẽ thì công việc sẽ ăn nên làm ra, phát tài, phát lộc. 2. Cách cúng thần tài và ông Địa đúng nhất. Thứ nhất, cách cúng thần tài và ông Địa vào ngày thường. Thực ra, chuyện thờ cúng thần tài không quá phức tạp và chi tiết. Chính vì vậy, để thờ cúng thần tài và ông Địa ở trong cửa hàng, bạn chỉ cần đặt một hộp bánh, một dĩa trái cây tươi, nước và hoa tươi là đủ. Bên cạnh đó, cũng có một số lưu ý mà gia chủ cần phải biết để đảm bảo được sự linh thiêng cũng như lòng thành kính của mình đối với hai vị thần. Mỗi ngày, bạn chỉ nên thắp hương vào hai thời điểm cụ thể, lần một vào lúc 6 đến 7 giờ sáng và lần hai vào lúc 6 đến 7 giờ tối. Khi thắp nhang thì bạn nên thắp 5 cây nhang một lần, tránh thắp lẻ tẻ. Khi thắp nhang, bạn nên kết hợp luôn việc thay nước trắng ở trong ly cũng như nước ở trong lọ hoa. Nhớ thay hàng ngày. Cứ mỗi tháng một lần, bạn nên chú ý lau chùi và vệ sinh bàn thờ ông Địa, thần tài thật sạch sẽ. Bên cạnh đó, cũng nên chú ý tắm rửa cho hai vị thần đều đặn, có thể là vào ngày 14 hoặc những ngày cuối tháng âm lịch. Nên dùng một chiếc khăn riêng biệt chỉ để lau tượng hai vị thần sau khi đã được tắm. Và lưu ý rằng không được sử dụng chiếc khăn đó vào những việc khác. Thứ hai, cách cúng thần tài và ông Địa vào ngày rằm, những ngày đầu và cuối tháng. Khác với cách thờ cúng thần tài ông Địa hàng ngày, việc cúng lễ vào những ngày rằm hoặc đầu, cuối tháng là yêu cầu phức tạp hơn. Những ngày này, bạn nên chuẩn bị một mâm cơm cúng đơn giản như heo quay, thịt gà luộc cùng với trái cây tươi và nước trắng. Một số giai thoại người xưa truyền tụng lại rằng thần tài rất thích các loại hải sản và ăn chuối chín, còn ông Địa lại thích uống cà phê và hút thuốc lá cùng với chuối xiêm. Việc các gia chủ lựa chọn đồ cúng theo sở thích của hai vị thần cũng là một cách để thể hiện lòng tôn kính của mình. Bên cạnh đó, bạn phải biết rằng hai vị thần này rất ưa sạch sẽ, nên bạn phải luôn giữ gìn khu vực xung quanh mình. Bên cạnh đó, bạn phải biết rằng hai vị thần này rất ưa sạch sẽ, nên bạn phải luôn giữ gìn khu vực xung quanh bàn thờ được đảm bảo vệ sinh. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên bấm like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video và thông tin nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.